ngày 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có báo cáo chính thức về vụ việc nhóm người xông vào tỉnh Thất Bồng Lai ở xóm Hòa Khánh Tây tìm con gái, xô xát khiến một người bị yêu thương. Khuyên gia đình đừng đưa cô gái về. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa thông tin, ngày 9 tháng 9, công an xóm Hòa Khánh Tây có nhận đơn đòi hỏi giải quyết của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, 1972, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, về việc Võ Thị Diễm My, 1999, con gái bà có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân, 2002, ngụ huyện Đức Hòa, qua mạng xóm hội. Đến ngày 7 tháng 9, My bỏ nhà ra đi không rõ đi đâu. Qua tự tò mò của gia đình thì My đã đến hộ của bà Cao Thị Cúc tự gọi là tỉnh Thất Bồng Lai, tại ấp Lập Thành, xóm Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Nguyên bị yêu thương sau vụ xô xát. Ngày 25 tháng 9, công an xóm Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra tạm trú lưu trú tại hộ bà Cao Thị Cúc. Tại thời điểm kiểm tra, có 9 nhân khẩu bao gồm Cao Thị Cúc chủ hộ, Lê Thanh Kỳ Duyên 1993, Lê Thanh Nhị Nguyên 1998, Lê Thanh Huyền Trang 1993, Lê Thanh Bảo Nghi 2014, Lê Thanh Minh Triết 2014, Lê Thanh Pháp Dương 2015, Lê Thanh Huyền Trân 2002, Lê Thanh Hoàng Nguyên 1991, đang cư trú đúng theo sổ hộ khẩu do công an xóm Hòa Khánh Tây cấp ngày 16 tháng 5 năm 2018. Công an nhắc nhở trường hợp chưa đăng ký tạm trú là Lê Minh Quân, 2005, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và không phát hiện Võ Thị Diễm My tạm trú tại đây. Chiếc án dính máu. Đến năm chi 10, công an xóm Hòa Khánh Tây kế tiếp nhận đơn trình báo và đề nghị hỗ trợ của ông Võ Văn Thắng, 1973, ngụ thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như trên. Công an xóm Hòa Khánh Tây kế tiếp bắt tình hình nhưng không phát hiện Diễm My có mặt tại hộ bà Cao Thị Cúc. Ngày 21 tháng 10, ông Dân đã gọi điện cho ông Thắng nói sẽ cho bắt gặp My nhưng không được đưa My về nhà. Đến 22:10, ông Thắng có đến hộ của bà Cúc và trực tiếp bắt gặp được My bên trong nhà. Ông Thắng có kêu My về nhưng My đi vào phòng và bỏ trốn ra khỏi nhà bà Cúc, sau đó ông Thắng ra về. Nhóm người đến tỉnh Thất Bồng con gây sự. Khoảng 15 giờ 20 ngày 24 tháng 10 năm 2019, kê thiếp chồng ông Thắng cùng người thân đến nhà bà Cúc lục soát tìm My nhưng không bắt gặp và xảy ra xô xát. Hậu quả, anh Lê Thanh Nhị Nguyên 1998, ngụ huyện Đức Hòa, bị một vết yêu thương dài khoảng 0,5cm ở gò má phải trên mặt. Sau đó, bà Cúc đến công an trình báo, tại phòng ở của ông Lê Tùng Dân, trong tủ sắt bị mất tài sản là 200 triệu đồng, tại phòng ở của ông Lê Thanh Hoàng Nguyên bị mất tài sản là 25 triệu đồng, tại sảnh nhà bị mất một cục đá thạch anh nặng tiểu 7kg. Chưa xác định được người gây yêu thương tích, trộm tiền. Sau khi nhận tin báo, sáng sủa 25/10, Ban chỉ đạo công tác dân tộc tôn giáo huyện tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai nhiệm vụ. Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đã hướng dẫn công an huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung dư luận phản ánh và báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện hướng dẫn, xử lý theo quy định. Công an huyện Đức Hòa đã làm việc với ông Võ Văn Thắng và số người khác. Tại đây, nhóm này khai nhận có cùng với những người thân trong gia đình vào hộ bà Cúc lục soát và có xảy ra xô xát lẫn nhau với những người trong hộ bà Cúc, nhưng chưa xác định được người trực tiếp gây ra yêu thương tích cho ông Nguyên cũng như chưa xác định được đối tượng nào trộm tài sản nêu trên. Do tính chất sự việc có nhiều tình tiết diễn biến phức tạp, gây xôn xao dư luận, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa đang kế tiếp hướng dẫn công an huyện Đức Hòa hiện đang mời những người còn lại để lấy lời khai, khẩn trương điều tra vụ việc.